dân ghét cán bộ, bi kịch từ đầu. Nhà báo Lê Thanh Phong viết trên trang cá nhân của mình rằng bi kịch lớn nhất của quan chức thời nay là không được dân yêu. Không làm thì bị chửi vô tích sự, làm thì bảo mị dân hoặc làm để kiếm ăn. Không có bằng cấp thì bảo ngu dốt, có bằng cấp thì bảo lãnh đạo không cần giáo sư tiến sĩ. Tôi nghĩ nhận định trên rất đúng. Nếu phân tích ra thì rất nhiều vấn đề để bàn, nhưng trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ nêu ra một vài khía cạnh để lý giải từ đâu và tại sao quan chức thời nay lại không được dân tin yêu hay bị chửi, bị ghét. Quan và biệt thự đã trở thành thói thường ở Việt Nam. Cán bộ quan chức thời trước năm 1945 sống giản dị, trong sạch, ít tham nhũng và đặc biệt là gần gũi gắn bó với dân. Công bằng mà nói, thời đó ngay đến cả chủ tịch, bí thư tỉnh, thậm chí kể cả lãnh đạo cấp trung ương, khi đương chức hay về hưu, tài sản cũng chỉ là căn nhà tập thể mấy chục mét vuông ở thành phố hay căn nhà cấp 4 ở quê và cái sổ lương. Nhưng kể từ khi đổi mới tới nay thì hoàn toàn ngược lại, cán bộ trở nên giàu có, thậm chí là siêu giàu. Cuộc sống của họ tách biệt, thậm chí là đối lập với dân và mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Nạn tham nhũng, lạm quyền, hách dịch, mị dân, độc đoán, nói một đằng làm một nẻo, thất hứa, đạo đức lối sống suy đồi, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải, tràn lan. Nếu trước đây cán bộ tham nhũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thì ngày nay người thanh liêm trong sạch khó tìm. Cho nên người dân không còn tin, không yêu cũng là lẽ đương nhiên. Dân mình xưa nay quen với hình tượng cán bộ kiểu như anh chủ nhiệm, áo nâu bạc màu bay với gió. Nay thấy giàu có, ở nhà lầu đi xe hơi thì sinh ra nghi ngờ, đố kỵ, rằng tiền đâu trong khi lương không đủ sống. Hàng loạt lâu đài mọc lên từ thành quả của những quan chức chạy xe ôm, mua chổi đót, lao động thối cả tay. Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói, nếu chỉ trông vào lương, người nghèo đừng nghĩ đến nhà thu nhập thấp, vì lương cỡ bộ trưởng cũng phải 40 năm mới đủ tiền mua. Vậy tiền đâu mà nhiều quan chức xây biệt phủ, mua xe đẹp, con cái du học? Chỉ có thể là tham nhũng mà thôi. Thậm chí đến chủ tịch xã cũng xây được biệt thự thì nói gì cấp cao hơn. Cho nên, việc Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư, Chủ tịch tỉnh, huyện, Giám đốc sở ban ngành xây biệt phủ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Cuộc sống đã thay đổi, kinh tế phát triển, nhu cầu xã hội cũng khác xưa. Lương cán bộ công nhân viên chức thấp, lại quá thấp. Mỗi lần tăng lương không đủ bù trượt giá. Đói thì đầu gối phải bò, từ đó sinh ra tham nhũng. Và sở dĩ nạn tham nhũng trở thành quốc nạn cũng do cơ chế thiếu minh bạch, pháp luật có nhiều kẽ hở và xét xử sai phạm không nghiêm. Đã có quá nhiều vụ, việc không minh bạch, không xử lý nghiêm đúng người đúng tội, nói thẳng ra là bao che hoặc xử án kiểu giơ cao đánh khẽ, khiến cho người dân bất bình, mất hết niềm tin vào chế độ. Chẳng hạn như những vụ thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của các tập đoàn kinh tế, những sai phạm trong việc thu hồi đất biến nông dân thành dân oan, những vụ lợi dụng cổ phần hóa để chia xác tài sản của nhà nước vân vân, có vụ nào xử tới nơi tới chốn đâu. Tướng công an đứng đầu cơ quan chống tội phạm của đất nước mà tiếp tay bảo kê cho tội phạm thì còn gì để nói. Chuyện cán bộ bán không trừ thứ gì và ăn không trừ thứ gì không còn là chuyện hiếm mà trở nên phổ biến. Đâu đâu cũng có, mọi cấp mọi ngành. Cấp xã, ăn chặn từ gói mì tôm cứu trợ cho đến bò dê ủng hộ người nghèo, bớt xén khẩu phần ăn học sinh, rút ruột dự án nông thôn mới, lạm thu quỹ. Từ cấp huyện trở lên thì ăn dự án, bán đất, bán rừng, bán tài nguyên, bảo kê này nọ vân vân. Tham nhũng, quyền lực, chuyện cả nhà, cả họ làm quan ở khắp nơi, cha bổ nhiệm con, chồng bổ nhiệm vợ, anh bổ nhiệm em. Rồi nạn chạy chức, chạy quyền, cấp bài, bằng cấp giả, bài bạc, đánh nhau ăn mãi lộ, nhận phong bì, chạy án, nhục hình, bức cung, quan hệ bất chính, hối lộ tình dục, vân vân. Xin lỗi chứ, cán bộ xây biệt thự, đi ô tô mà nói rằng tôi liêm khiết,
tiền tôi xây nhà là do tôi buôn chổi, nuôi lợn, chạy xe ôm thì ai mà tin cho được. Tướng công an đứng đầu cơ quan chống tội phạm của đất nước mà tiếp tay bảo kê cho tội phạm thì còn gì để nói. Bí thư một tỉnh mà bổ nhiệm mấy chục người trong gia đình họ hàng giữ các chức vụ chủ chốt thì bảo sao dân không bất bình cho được. Quan chức đã tham nhũng hoặc dính dáng tới tham nhũng thì nói dân không bao giờ nghe. Nhưng họ cũng không thể sống trong cơ chế thị trường với đồng lương tháng èo ọt mãi được. Không có sự thay đổi cơ chế, không cải cách tiền lương, luật pháp không nghiêm, thiếu dân chủ thì không thay đổi được gì cả. 7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.